Chúng ta cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Vĩnh Phúc ạ. Vâng, em chào chị ạ, em chào chương trình. Vâng, xin chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Vâng, em có một tí câu hỏi, em muốn hỏi về chương trình là trước đây, bây giờ em cũng đang yêu một người ấy. Vâng. Vâng, cũng được gần một năm thôi. Thì yêu nhau thì cũng yêu nhau nhiều. Thì vừa rồi cô cũng có mang với em được 3 tháng rồi. Vâng. Thì những lúc giận nhau, cãi nhau thì nhiều lần cãi nhau, cô ấy cứ tự động đi bỏ để con, chú ấy không bảo gì với em. Ừ, vâng. Giờ em muốn xin chú làm chương trình cho em một cái lời khuyên. Vâng. Có lên tiếp tục với cô ấy nữa hay không? Vâng. À, anh Minh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Xin mời anh Đoàn ạ. Ờ, chào em. Dạ vâng, em chào anh. Ừ, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 30 rồi. Ồ, 30. Cô bạn gái thì bao nhiêu? Em là 25 ạ. 25. Ờ, thế trước đấy chả có dự định gì bao giờ là đám cưới hay định đợi 35-37 mới cưới? Bọn em bảo là định 75 tới xong là cưới ạ. Định là đầu năm tới chứ là cưới đúng không? Vâng. Ừ. Thế nhưng mà khi mà có thai nó xảy ra như thế thì mà còn để tận 3 tháng sau mới bỏ đúng không? Mà lại cũng do cãi nhau mới bỏ, chứ còn trước đó thì chắc là cũng đang trông đợi một cái kế hoạch nào đó. Ở trong cái hoàn cảnh của em thì đáng tiếc là để nó xảy ra có thai, nhưng mà lại cũng đáng mừng là gia đình cũng rất là ủng hộ. Và thực ra bây giờ đám cưới khi mà đôi bên đã có thai có con cũng không phải là cái chuyện gì nó ghê gớm lắm. Em hỏi một tí ạ. Ừ. Cô ấy bỏ đi thì gia đình em mới cả cô ấy chưa biết. Vẫn chưa biết gì ạ. Chỉ có mới em biết thôi đúng không? Vâng, chỉ có hai người. Ừ, cả hai bên chưa biết. Bây giờ em định thế nào, bản thân em đã có dự định gì chưa? Đồng lõa với cô là nói dối gia đình là chẳng may bị sảy thai, hay là nói thẳng cho hai bên biết là đấy, chúng con cãi nhau, nó đi nó phá rồi. Cứ cơ bản nhất này, thái độ của đôi bên gia đình phụ thuộc vào cái cách cung cấp thông tin của em nhiều lắm ấy. Bây giờ em định thế nào? Em trong lòng bây giờ rất là phân vân, không biết phải xử sự như nào cho nó đúng. Em thì từ cái hôm cô đi phá thai về xong cô ấy có trao đổi gì với em, có thể ân hận rằng hôm ấy thật ra em cũng điên quá cơ, anh bị chửi em đâm ra em thế nọ thế kia xong thì rằng là mà. Và bây giờ cô ấy ân hận hay là cô ấy nói rằng là chả có cưới xin gì nữa, không có cần gì nữa hay là thế nào? Thì với em thì em cũng tha thứ cho cô ấy rồi ấy. Nhưng mà mấy hôm nay thì bọn em kiểu căng thẳng quá, ở cùng nhau thì chẳng nói năng gì. Không được em ạ. Ừ, anh nghĩ thế này, cô ấy cũng là cái người, mình thì cho rằng là rồi sớm muộn cũng cưới, cứ từ từ. Nhưng một cái người con gái mà mang cái thai ở trong bụng mình, cưới xin chưa biết đâu vào đâu, tức là khi nó chưa chắc trong tay là nó vẫn cứ ở trong như cá nằm trên thớt ấy. Ngồi nhớ đùng cái ông này ông dở chứng, ông không cưới mình thì hóa ra mình lại bị mang tiếng cái nọ thế kia, rồi ảnh hưởng đến bố đến mẹ. Thế đã thế thì cái lúc mà người phụ nữ, người con gái mà mang thai ấy, tâm sinh lý nó cũng có đổi thay. Đủ thứ lo lắng ở trên đời, che chắn chắn, ăn uống thì nôn nôn ọe ọe, rồi chê món này ghét món kia. Thế mà lúc đấy mà ra có cái người mà ở bên cạnh động viên rằng là thôi gắng lên chịu đi. Em cũng động viên cô ấy là thôi cứ cố gắng. Nhưng một thời gian thì vợ chồng mình chăm sóc nhau thôi. Ồ, thế thì tốt đấy. Nhưng mà cô ấy cũng rơm dạ dạ. Nhưng sau đấy cô ấy làm trái đi cái lời nói của mình nhé. Nên là em thêm phân vân thêm. Rồi. Bây giờ thế này, về phía em thì cũng không trách móc hờn giận, và cũng không có nói là cô ấy tự ý, rồi cũng không cần tự ái, bởi vì cô cũng làm cái điều đấy cũng phải là căng thẳng lắm rồi, bất đắc dĩ lắm mới làm, chứ còn nếu không thì cũng muốn chứ ai chả muốn là yêu nhau rồi có thai xong có sắp làm đám cưới, được làm bố làm mẹ. Thế nhưng mà vì trong những lúc mà bồng bột hoặc là cãi nhau do không làm chủ được mà đã đi phá thai, bây giờ mình không trách nữa. Nhưng mình cũng không nhất thiết phải gọi là quá van xin rồi thế này thế khác. Anh rất buồn, anh rất là buồn là cái việc em làm và lại không trao đổi với anh. Tuy nhiên bây giờ thì em mong muốn như thế nào, thực sự sau đây thì chúng ta sống tiếp với nhau ra sao, và công việc của chúng ta có tiến triển lên hay không phụ thuộc vào em rất nhiều. Bây giờ em muốn thế nào, để xem cô thế nào đúng không?
mình thì mình không gây sức ép và cũng không cần gì để đấy nó căng thẳng với cô vì mình chỉ sợ nhất là em cô gái. Với em thì thực sự ra là em thì em cũng không muốn cô đi làm cái gì cả. Em ở nhà bảo cô ấy ở nhà thì anh đi làm anh lo cho em và cho con. Ừ. Em thì em cũng có nghề nghiệp, em làm cũng đủ điều kiện có dư để cho con mà. Ừ. Nhưng mà cô ấy đi ở nhà như kiểu chuyện quá là mà hóa ấy mình nghĩ. Thế này nhá. Ờ, cách suy nghĩ của em rất là tốt. Nhiều người đàn ông cứ nghĩ rằng là thôi mình còn sức khỏe, mình có công ăn việc làm, đi làm để mang tiền về nuôi vợ nuôi con, vợ cứ ở nhà trông con cho đỡ vất vả. Nhưng đấy không phải là cái quyết định đúng đắn lắm đâu. Con thì không phải nuôi ngày này qua ngày khác, nó chỉ vất vả cái thời gian còn nhỏ còn bé thôi. Thế còn thì người phụ nữ cũng phải có công ăn việc làm, đi ra ngoài nó còn mở mang giao tiếp, còn được học hỏi, được nâng cao cái nhìn nhận. Chứ cứ ở nhà rồi rảnh quá rồi nó gọi là người ta nói là nhàn cư vi bất thiện, cứ ngồi nghĩ linh tinh rồi lại nghĩ đi làm đầu rồi đi siêu thị rồi đi mua đồ rồi nghĩ đến cái món để bới ra để ăn ấy, mệt lắm đấy em ạ. Cái lúc mình còn đang yêu đang quý thì mình nghĩ đơn giản. Cái đấy thì nói sao, cái đấy bao giờ các em thành vợ thành chồng các em có quyền quyết định, nhưng mà không nhất thiết là bắt cô phải ở nhà trông con. Cơ bản nhất là em không trách móc này, thế và phụ thuộc vào thái độ của cô xem cô mong muốn điều gì này. Có thể yên lành trở lại như cũ thì chúng ta tiếp tục cái việc mà tới đây để chuẩn bị cái đám cưới đúng không? Còn cái việc mà cô ấy hay em thông báo cho đôi bên gia đình thì cũng cần bàn bạc để thống nhất một chút. Cũng có thể làm sao đấy để cho đỡ cho cô ấy, nếu như mà em và cô ấy còn mong muốn là tiến xa mà lại nói rằng cô ấy tự ý cô đi phá thì gia đình sẽ rất là tự ái. Nhất là các cụ ở đấy, cái con này nó ác quá, nó giết cháu tao chẳng hạn, thì thôi thì rất là mệt mỏi đúng không? Thế thì lúc ấy có thể nói rằng là ôi dồi, cuối năm nó căng thẳng vì công việc rồi thì tự nhiên nó lại xảy thai, thì cái xảy thai nó là cái lỡ ra không ai mong muốn thì cũng còn được nhá. Đỡ cho cô một câu chứ không là cũng mệt với các cụ đấy. Vâng, chúc các bạn sẽ gặp may mắn và có được hạnh phúc cho mình nhé. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn.